thì nói lẹ lên. Tôi phải khen ngợi cô, cái cách mà cô gài bẫy tôi vô cùng sáng tạo, xuất sắc thật. Chuyện anh nhận hối lộ thì liên quan gì tới tôi? Đừng gán cho tôi cái tội mà tôi không làm. Anh lỡ nhận rồi thì thừa nhận đi. Nhưng mà trước hết hãy bàn chuyện đám cưới với Mỹ Anh. Tôi sẽ vì hai người mà xin nhà chồng tôi bỏ qua cho anh lần này. Khoan bàn tới chuyện tôi có nhận hối lộ hay không đã. Sao cô cứ năm lần bảy lượt muốn tôi cưới Mỹ Anh vậy? Muốn loại tụi tôi ra khỏi cuộc chơi này hả? Đúng vậy, tôi muốn anh làm đám cưới với Mỹ Anh và sống hạnh phúc như anh từng ước muốn. Vậy đó, nếu anh không còn chuyện gì để nói thì làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Sống hạnh phúc với Mỹ Anh như tôi từng mong muốn. Cô lòng rồi, cái mong muốn nó không còn nữa. Và cô gái đó cũng không phải là cô gái tôi từng yêu. Bỏ qua chuyện đó đi, tôi cũng có gì để nói với cô. Tôi có cái này muốn cho cô coi, tôi biết chắc chắn là cô sẽ rất thích. Có lẽ nó cũng không muốn gì đó mà tôi với anh phải ngượng ép ở cạnh nhau. Sự ra đi của nó chính là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm của chúng ta. Tôi đã phải trải qua mười mấy cuộc phẫu thuật. Sao hả? Hay quá đúng không? Diễn viên đóng y như thật vậy. Đúng rồi, đạp đi, đạp mạnh lên, đạp cho nát luôn đi. Cô nghĩ là tôi không lường trước được chuyện này hả? Khi mà cô bắt đầu âm mưu hại tôi, cô phải hiểu người chịu nguy hiểm nhiều nhất chính là cô. Được rồi, anh muốn gì anh nói lẹ lên đi. Minh quan cho tôi, tôi biết là cô đứng sau vụ này mà. Chắc chắn là cô. Tôi cho cô 24 giờ để minh quan cho tôi. Nếu không, tôi sẽ gửi đoạn clip này cho Hải Đăng, cho cả chủ tịch, cho cả tập đoàn KND. Tất cả mọi người đều phải xem clip này. À không, tập đoàn KND không thì chưa đủ, cả nước này đều phải xem được clip này. Cô thích nổi tiếng mà, tôi sẽ giúp cô, tôi sẽ làm cho cô nổi tiếng. Nhiệt lắm, anh đừng làm vậy với tôi. Xin anh đừng làm vậy với tôi mà. Tại sao tôi không được làm vậy hả? Anh cũng biết tôi đã phải trải qua những gì, chịu đựng những gì để có được ngày hôm nay. Biết, tôi biết là cô đã chịu đựng những gì, đã trải qua những gì, tôi mới nhân nhượng cô tới ngày hôm nay. Vậy thì anh đừng ép tôi nữa. Nếu như mà anh ép tôi, thà giết chết tôi còn hơn. Được, tôi có thể giết chết cô bằng đoạn clip này. Cô có băng ghi hình, tôi có đoạn clip này. Chúng ta quỳ nhau mà, đúng không? Anh tha thứ cho em lần này đi. Em từng yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Đánh ra đi, đừng có đóng kịch trước mặt tôi nữa. Cô đóng chán lắm, có một tuần diễn hoài, tôi coi tới mất hết cảm xúc rồi. Đúng 10 giờ tối mai, tôi vẫn chưa được minh quan, chân tướng của cô sẽ bị bại lộ. Tôi cho cô 24 tiếng để tự chuộc tội. Giống như tôi đã từng nói, tôi sẽ không chết một mình đâu. Giờ thì chị vui chưa? Nhìn thấy tôi như vậy, chị hả dạ lắm đúng không? Dạy cho anh một bài học, một bài học nhớ đời.
Nhưng mà không, không cần. Tại sao tôi phải để cho anh sống chứ? Tôi sẽ giết chết anh. Tôi nhất định sẽ giết chết anh. Đánh cắp số phận, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.